patusa pamangkalang rakanto sampa devata sapa thammam nupavena sadasate pavanto te pavatusa pamangkalang rakanto sampa devata sapa sangkam nupavena sadasate pavanto te tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp, do nhờ vai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu tượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hào vô sanh. Giảng kinh chi cú sa la căn mang cách tất bằng kỳ ri giang ma ma ca về na quá cha ma na sa tí đa sê su ga tăng các tăng về sạch ta sanh nhi nô ạp thi về chán sạch ta sanh ni nô ca tăng buồn nhã pha lăng mây hằng sập bề pha ri pha hoàn tu tề về tăng ca tăng su quý đi tăng định năng buồn nhã pha lăng ma già về cha ta ta na cha nan tí đề quá gần tòa đi về đã dùng sắc bề lô cầm hi về sắc ta trì quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phổ cha năng sắc bề la phàn tu ma ma hệ ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phật con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lại cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mặt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhạo thọ thực sanh an mạng tường, sinh thâu phước bảo cũng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, con kính cảm ơn đại đức Pháp Đàn đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo thọ trì quy giới ạ. Dạ, tất cả phước đã báo nào đã có được ngày hôm nay thì con kính dâng đến cô tu nữ Phúc Hạnh ở chùa Phước Quang Bình Định, cầu mong cho cô được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ ạ. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dẫn mic trả lại cho Ngài Trí Đức để Ngài giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Kính lễ Đức Phật cha. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Xin chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu tri thức.
Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 318. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ratanatayasavandami Buddho Mahesi Arahant Tathagatolo Kutamo Sapparado Hiket Thakolo Kasasatha Chanadam Mokko Vido Vanda Mahantang Narapu Chân này giác rằng Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài Phật Tí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thần giáo chủ, kỹ năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin lãnh lễ Phật ân, đáng cho tiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ với giá tá sá sáp thu nô lô ca nam anh hát sá quy là các rô cổ thấp và nhiều bút thấp các tư tù tư tình nhá tù hoàng đà mất hành tầng nó ra phù trên này giác tầng pháp bảo quý như ánh vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy dẫn phật tổ quang minh rõ ràng con xin đã lễ pháp hoa đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân khô quý số thô thu Sukhatta vako sitha sukamo vata thom masikha ko ninda vasang sa diana daro varo vanda mahantang narapu. Cha này giác rằng Tăng Bảo tinh văn Phật Đà tâm học không rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp hàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Các tầng áp tây giá tê chê ná sách khá mê ê tú quá thá năng tác xa bí a nú qua quê ná sá hát xa dê ná sách chạch tú cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 318. Alo, quý vị nghe rõ âm thanh chúng tôi không? Câu Phật ngôn 318. Sa thủ xin nhập quyền. Chúng ta đọc trước ha. Rồi, quý vị nhận diện mặt chữ. Rồi lên phân tích trường âm và đoạn âm. Awache vachamattino vache cha vachadassino mattino dassino, và có phải không? Đúng rồi. Hai câu đầu ha. Awache vachamattino vache chê cha vát cha đa si nô. Đọc lại. Vát chê vát cha mát ti mát ti nô, chứ không phải là mát ha. Vát chê vát cha mát ti nô vát chê cha vát cha đa si nô. Vát chê vát cha mát ti nô vát chê cha vát cha đa si nô. Rồi câu 3 câu 4 ha. Miccha ditthi sammadana satta gacchanti dukkhatin. Miccha ditthi sammadana satta gacchanti dukkhatin. Rồi bây giờ chúng tôi đọc lại ha. Avacche vacchamati no vacche cha vac cha đa si nô mi cha đít thi sa ma đa na sa ta ga chan ti đúc ga tình. Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị tinh thần ha. Phân tích câu Phật ngôn 318 trường âm lẫn âm như thế nào. Rồi khi đó chúng ta mới đi vào từ vựng ý nghĩa của những từ đó. Rồi bây giờ trước tiên
Xin mời sĩ chuyên 319 sĩ thiền vũ chuẩn bị tinh thần ha. Rồi mời sĩ chuyên trước. Rồi sĩ chuyên bận công việc rồi, không thấy bàn tay, thôi sĩ thiền vũ lên trước. Rồi sẽ tiếp tục người kế tiếp, đó là Huỳnh Giang Nhất Hà ha. Rồi xin mời sĩ thiền vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 318. Avacce Vacchamatino Vacce Cha Vacchavacino. Á là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, vát là trường âm nhấn, chá, má, tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, vát là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, vát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Avacce Vacchamatino Vacce Cha Vacchadassino. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Miccha Ditthi Sammadana Satta Gacchanti Dukkhatin. Mic là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, dit là trường âm nhấn, thí xá là hai vạn âm, Madana là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gác chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm. Đọc theo giọng nguyên âm, con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 318. Avacce Vacchamatino Vacchamatino Che cha vacca vaccino miccha ditthi sa madana satta gacchanti dukkhatin. Dạ con có sai, xin sư sửa cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin đảnh lễ Sư Pháp Trang, quý Tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 318. Avacce Vacchamatino Vacce Cha Vacchat Dasino Avacce Vacchamatino Vacce Cha Vacchadasino. Dạ, á là đoạn âm, vách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, vách là trường âm nhấn, chá, má và tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, vách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc câu số 3 và 4. Miccha ditthi sama samadana satta gacchan tidukgatin. Miccha ditthi samadana satta gacchan tidukgatin. Mic là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, dit là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma da na là ba trường âm thông thường, sat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gat là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn,
Tý là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại bốn câu. Awacche wacchamatino wacche cha wacchadasino miccha dittisamadana satta gacchanti dukkatin. Dạ con xin xuống mic, còn nếu sai nhờ sư sửa giùm con ạ. Sa thú, sa thú, sư thiên vũ, huynh gia nhắc hà. Hai vị này không có chỗ nào sai, rất là chính xác, rất là hoan hỷ ha, đầu xuôi thì đuôi lọt ha. Rồi, mời sư hà. Và tiếp theo đó là sư chiếc lá mùa xuân ha. Alo, sư hà, xin mời phân tích câu Phật ngôn 318. Bàn tay đâu rồi? Ơi, thấy rồi. Nam mô Phật Tham Mô Tham Maya, Nam mô Sang Khai Giá. Và con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính cha rằng. Và con mới rớt mic, con mới vô lại, thưa ngài. Dạ, con cũng sẽ tra bài. Awache Vacca Martino Vacca Ca Vacca Dasino. Dạ, á là đoạn âm, vắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, vắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, má là đoạn âm thông. Vắt chê vắt chá Martino Vacca Ca Vacca, con xin lỗi, Vacca Ca Vacca Dasino. Vacca là trường âm, là trường âm thông thường. Ca là trường âm thông thường. Vacca là trường âm nhấn. Chá là trường âm đoạn âm. Das là trường âm nhấn. Xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Miccha dithi sama dana satta gacchanti dukkatin. Mic là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, dit là trường âm nhấn, thí là thí xá đoạn âm, na da là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Miccha dithi sama da na satta gacchanti dukkatin. Sat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gat là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gát là đoạn âm, và tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại. Awache wachan matino wache ka wacha dasino miccha dithi samadana satta gacchan ti dukkatin. Dạ, thưa ngài, con đã đọc xong, có sai xin ngài sửa. Nhưng mà con có cái thắc mắc, thưa ngài, con không biết cái sự khác biệt, cái cách giọng đọc giữa trường âm nhấn và trường âm thông thường thì sao ạ? Dạ, con kính trao mic lại cho ngài. Alo, 123, 123, xin chiếc lá mùa xuân, chờ một chút ha. Xin Hà,
Alo, có những chỗ mà chúng ta cần phải xác định. Thì ở đây Thích Hà cái rõ nhất á, Mích Chà Đích Thi Sập Ma Đà Na, ba cái trường âm thông thường sau cùng á, thì Sập Ma Ma Đa thì nó là trường âm thông thường, nhưng mà chữ Na thì đọc là đoạn âm. Chính cái chỗ này Xích Hà phải chú ý ha. Còn chữ cha quách cha đá xino, chữ cha chứ không phải là đọc là chữ ca ha. Thì nếu mà đọc chữ ca thì nó cũng là trường âm thông thường, cũng rõ ràng, nhưng mà đọc là chữ cha thành là chữ ca, đó là một. Nhưng mà cái mà chúng ta phải chú ý, trường âm thông thường có dấu mà chúng ta đọc là nó đoạn âm, chữ na đọc là ná ha. Như vậy là viết sai. Bây giờ phân biệt trường âm, trường âm tức là nói chung nó là giọng dài, chúng ta kéo dài ra gọi là trường âm. Nhưng mà trong cái trường âm đó có ba loại: trường âm thông thường a i u e o, đó là thông thường ha. Khi nào mà chúng ta thấy đọc cái giọng nó trở thành a i u e o, đó gọi là trường âm thông thường ha. Còn trường âm nhấn là hai phụ âm ghép đi liền với nhau thì chúng ta đọc kéo dài gọi là trường âm nhấn. Ví dụ quách chê ha, quách chê hai cái phụ âm ghép đi liền với nhau sau cái nguyên âm á thì chúng ta đọc đó là trường âm nhấn quách chê. Và chữ m có dấu chấm đó là một trường âm mà chúng ta cũng kéo dài, nhưng mà gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ví dụ như chữ tình chữ cuối cùng đó, thì phía trước nó là một nguyên âm, nhưng mà nguyên âm đoạn âm a i u nó đi trước m có dấu chấm thì gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bây giờ ha, Chiếc Hà hãy nghe Chiếc Chiếc Lá Mùa Xuân phân tích câu Phật ngôn này ha, và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm nha. Chỗ nào viết sai thì coi như chỉnh sửa lại. Alo, mời Chiếc Chiếc Lá Mùa Xuân. Rồi, thấy bàn tay rồi, để đưa bài học lên. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ con xin đảnh lễ Ngài Chí Đức, Sư Pháp Trang và Đạo Tràng. Con xin đọc câu Phật môn, con xin phân tích câu Phật môn 318. Awacce Wacchamatino Wacce Cha Wacchadasino. Á là đoạn âm, Wacch là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, chá má tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Awacce wacchamatino wacce cha wacchadasino miccha dittisamadana sát ta gách chàn tý đúc gá tình. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường,
Gắt là trường âm nhấn, chan. Chan cũng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Miccha ditthi samadana satta gacchan ti duk gatin. Con xin đọc hết nè. Đọc lại câu 18. Awacche wacchamanti Awacche wacchamatino. Lộn. Awacche wacchamatino. Wacche cha wacchadasino. Miccha ditthi samma. Miccha ditthi thi sama đà na sát ta gắt tràn tí đúc gắt tình. Cho con xin đọc lại lần nữa đi, con thấy con đọc sai quá. A quát chê quát cha ma tí nô quát chê cha quát cha đá si nô mít cha đi thi sama đà na sát ta gắt tràn tí đúc gắt tình. Dạ con xin xuống mic. À, xà thú xà thú chỉ là mùa xuân đọc sai nhưng mà phân tích đúng ha. Chữ Martino, Martino có hai lần đọc là Martino ha. Nhưng mà rồi phân tích thì ma tí là hai đoạn âm, cha ma tí là ba đoạn âm, mà thế coi như là phân tích thì chính xác nhưng mà dòng đọc nhiều khi tạo một cái sự sơ hở để coi bà con có chú ý không, nhưng mà rồi cũng phải chỉnh sửa lại ha. Phân tích thì chính xác. Sa thủ si chiếc la mùa xuân. Trong cái phần phân tích trường âm, đoạn âm thì có vị nào thắc mắc? Bởi vì khi chúng ta học thì chúng ta phải hỏi, nhất là những cái vị mới mới. Như trường hợp khi nãy chị Hà thắc mắc, đó cũng là một điều chính xác. Vậy thì quý vị coi như có chỗ nào cảm thấy nó rối, chưa có hiểu thì chúng ta học phải hỏi. Thế rồi chúng ta hiểu, chúng ta mới nhớ được. Và thực hành thì nó chính xác hơn. Thì trong pháp học thì chúng ta phải cố gắng ha. Học hỏi, cứ mạnh dạn lên. Chỗ nào chúng tôi biết, chúng tôi học tiếp. Chúng tôi cũng học nữa quý vị. Chứ quý vị đừng có ngại. Rồi, Huynh Quang muốn nói rằng mới tức là đưa tay lên đọc hả? Trời ơi, nhất trí. Mời Huynh Quang. Tính mời rồi nhưng mà Huynh Quang nhắc khéo, con cũng mới nè, rồi sao không cho đọc. Thôi xin bây giờ mời Huynh Quang. Làm gì có, trời, rõ ràng thấy đưa tay nè, đây đưa tay lên nữa. Con cũng mới nè sư ơi. Để bây giờ mời cũng không chịu lên nè. Mời mà nó có rõ ràng đó mà nó làm gì có. Vô rung chát lên rõ ràng giùm nó làm gì có. Rồi bây giờ chúng ta nghe Huynh Quang phân tích câu Phật ngôn 318. Dạ bạch con xin đảnh lễ sư, con xin đảnh lễ chư đại đức tăng và con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc thử và phân tích thử, con chưa dám chắc lắm. Dạ Awacche wacchamatino wacche cha wacchadasino. Dạ là câu thứ nhất. Câu thứ nhất và câu thứ hai. Á là đoạn âm, wach là trường âm nhấn, je là trường âm thông thường, quá wach là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, má là đoạn âm, tí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 2 là what là trường âm nhấn, j là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường,
Wat là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, đá, das là trường âm nhấn, si là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Câu số 3 là Miccha Ditthi Samadana Sattagacchanti Duggatin. Mic là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đa na là hai trường âm thông thường. Chữ sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đức là trường âm nhấn, ga là trường âm âm con xin lỗi, là đức là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Để con đọc lại bốn câu luôn là Awache Wachamatino Wache Cha Wachadasino Mitcha Dithi Samadana Sattha Gacchanti Dukkatin. Dạ con có gì sai thì xin bạch sư chỉnh sửa giùm con. Alo, 123, 123, Quân Quang, đọc thì rõ ràng, chính xác. Nhưng mà đây phân tích thiệt mà nó là phân tích thử, chính cái thử đó cho nên chữ gá là đoạn âm. Nhưng mà khi mà phân tích á, thì đọc là ga mà nó cũng là đoạn âm, đúc gá tình. À, chữ đúc gá tình, đọc thì chính xác. Nhưng mà phân tích á, đọc là ga mà kêu nó là đoạn âm, bà con hay chịu sao nổi ha. Thêm cái là chỗ này casino chứ không phải là đọc casino ha. Nếu mà đọc casino nữa là thôi thua luôn. Cái đó là thử nha. Còn bây giờ đọc thiệt thì đọc rất là rõ, rất là chính xác. Sao tụ Quỳnh Quang. Nhưng mà chỉ đúc ra tin ha. Đúc gá tin nhưng mà chữ gá này là đọc là ga mà coi như phân tích nó là đoán âm là cũng hay á. Rồi cái gì bỏ mạng đó rồi hả, là sao rồi, sao thu đó là một sự thành công. Nhưng mà giấu nghề ha, Vinh Quang cứ mạnh dạn lên. Cái gì chúng ta có lên phân tích như thế này chúng ta mới thấy được cái vấn đề đúng sai. Còn đạo hữu anh học Pháp ha, thì trường hợp đưa lên là nói cách phân biệt trường hợp là đoán trường âm là sao, cái nào là đoán âm, cái nào là trường âm ha. Thì bây giờ mời đạo hữu anh học Pháp thắc mắc thì cứ trình bày, để rồi chúng ta học hỏi lẫn nhau ha. Rồi xin mời đạo hữu anh học Pháp trình bày về cái vấn đề trường âm đoạn âm như thế nào, chỗ nào thắc mắc thì bây giờ cứ nêu ra cái điểm đó chúng ta sẽ giải quyết tại bây giờ. Mời mời đạo hữu anh học Pháp. Alo, cứ mạnh dạn lên, chúng ta học hỏi lẫn nhau không có gì ngại. Đạo hữu có thể đưa bàn tay. Sa tu xin mời.
Alo, 123, 123. Đạo hữu anh học Pháp có nghe rõ không? Alo, đạo hữu anh học Pháp có nghe rõ không? Mic ở chỗ nào ha? Lần đầu dùng. Dạ rõ ha. Rồi, bây giờ học thầy không bài học bạn. Mời huynh Giang Nhất Vũ, Quang Hỷ chỉ cái mic ở chỗ nào ha? Chúng tôi ở bên này chắc xa quá, mà mic ở đây thì trồng cũng nhiều, đụng đâu là dính đó à, ngủ không à. Thôi mời Quynh Giang Nhất Hà ha, hướng dẫn dùm cho đạo hữu anh học Pháp, xin mời. Alo, Quynh Giang Nhất Hà ơi, nâng đỡ cho nhau đi, xin mời. Hello. Dạ, bạn anh học Pháp á, nếu mà khi mà mình bấm vô cái mic á, có hình cái mic á, thì mình chỉ là được là giơ tay thôi. Thì sau đó mình phải bấm vô cái bar đó, này nó nói là hold and talk, là mình phải giữ để nói. Thì mình có thể mình có hai cách, một là mình giữ cái tay đó trong lúc mình nói, thứ hai nữa là mình sẽ giữ cái tay xong mình đẩy lên thì mình là cầm luôn cái mic, thì mình không có cần phải giữ tay nữa mà mình vẫn nhìn màn hình mình đọc được. Rồi sau khi mà mình mà nói xong á, thì mình nó kêu là stop talking, hay là mình phải Ồ, dạ sorry, con chắc nửa chừng nó bị rớt. Dạ, nãy có nói với bạn anh học Pháp đó, là mình bấm vô cái mic á, thì nó có hình cái chữ cái giống như cái mic á, thì mình chỉ là giơ tay thôi. Còn khi đó mình phone, nếu mà phone đó thì mình cứ bấm vô cái mic là nó giơ tay, thì nó cho mình vô xếp hàng vô cái queue đó. Thì sau đó mình cái người người mà đang nói á, người admin nó thả cái mic xuống, thì mình có thể mình bấm vô cái bar đó, là nó có là hold and talk. Thì nó có hai cách, một đó là mình giữ cái tay và mình nói một lượt luôn, thứ hai nữa là mình mà bấm vô đó mình đẩy lên thì mình lock, mình khóa cái mic đó lại, thì mình không có cần phải nhấn tay nữa. Thì mình nói xong rồi mình bấm vô đó một lần nữa, mình trả mic lại cho đạo tràng. Vậy không biết như vậy là có rõ chưa, bạn có thể thử lại nha. Bây giờ mình xuống mic. Dạ mời bạn ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ đạo tràng nghe được không ạ? Dạ, sư cho con hỏi là cách phân biệt của trường âm, đoạn âm thông thường mà đoạn âm nhắn, trường âm nhắn, trường âm thông thường mà trường âm theo giọng nguyên âm ở do và đoạn âm à. Sa thủ huynh anh học Pháp ha. Như vậy khi nghe đạo tràng chúng ta sinh hoạt, cái vị này có sự thắc mắc, đúng là như vậy, học thì phải hỏi. Thì sự thắc mắc này là một sự thắc mắc chính xác, thế nào gọi là trường âm, thế nào gọi là đoạn âm, và cách phân biệt trường âm thì tại sao gọi là trường âm thông thường, tại sao gọi là trường âm nhấn, tại sao gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Có phải ý của đạo hữu của huynh anh học Pháp là thắc mắc như vậy phải không? Alo.
Ví dụ câu Phật ngôn này, đi thẳng vào thực tế đi ha, để chúng ta coi như khỏi mất thời gian. Câu Phật ngôn 318, đụng đầu sâu đó đi ha, hãy nhìn vào hiện tại. Chữ á quách chê thì cái chữ đầu tiên này tại sao đọc á? Bởi vì nó là đoạn âm, mà đoạn âm thì có trên nguyên âm có ba đoạn âm nguyên âm, tức là á, ý và ú. Nguyên âm thì có tất cả là tám, nhưng mà nguyên âm đoạn âm á, thì có ba, đó là á, ý và ú. Thì ở đây chữ á này là một đoạn âm. Đoạn âm có nghĩa là cái từ mà chúng ta phải đọc nhanh, đọc lẹ, đọc mau, đọc ngắn thì gọi là đoạn âm. Rồi từ thứ hai chữ quách, chữ này chúng ta đọc là kéo dài ra, mà kéo dài ra như vậy thì đó là trường âm. Nhưng mà trường âm nó thuộc về loại gì? Trường âm ở đây nó thuộc về loại trường âm nhấn. Tại sao gọi là trường âm nhấn? Bởi vì cái nguyên âm á nó đứng trước hai phụ âm ri, hai phụ âm chá, nó đứng trước hai phụ âm đó. Cho nên cái chữ này chúng ta kéo dài ra, không đọc là quá mà chúng ta đọc là quách. Chúng ta đọc là quách, và chữ quách này thì kéo dài, nó không phải là đoạn âm mà nó là một trường âm, gọi là trường âm nhấn. Rồi cái từ thứ ba, ở trong cái từ này, cái âm thứ ba trong từ này là chữ chê, chữ chê. Chữ chê này chúng ta cũng kéo dài, bởi vì nó là trường âm. Mà trường âm này cái giọng dài cũng bằng cái chữ quách vậy á. Chữ quách thì cũng kéo dài, mà chữ chê này cũng kéo dài. Vậy thì chữ chê này nó thuộc về loại trường âm gì? Đó là trường âm thông thường. Thông thường có nghĩa là bình thường, phổ thông, nó xuất hiện thường xuyên gọi là thông thường. Mà trường âm thông thường này thì có trong cái nguyên âm của chúng ta có năm, tức là a, i, u, e, o. Thì a, i, u tức là do những cái chữ á mà nó có dấu huyền, chữ ý nó có dấu huyền, chữ ú nó có dấu huyền. Thì chúng ta có dấu đọc là không có dấu, có dấu đọc là không có dấu. Thì nó năm trường âm thông thường, tức là a, i, u có dấu huyền ở trên, và chữ e chúng ta đọc là e, chữ o chúng ta đọc là o. Thì đó là những trường âm thông thường. Và trường âm đọc theo dụng nguyên âm là một cái loại trường âm như thế nào? Cái chữ cuối cùng trong cái câu Phật ngôn 318, đúc gác tình, đúc gác tình, thì cái chữ đúc này nó là một trường âm nhấn. Lý do cái nguyên âm ú nó đứng trước hai phụ âm g, hai phụ âm gá. Thì khi mà hai phụ âm ghép nó đi phía sau một nguyên âm thì nó sẽ biến thành một trường âm gọi là đúc. Chúng ta đọc là đúc kéo dài. Rồi chữ gá nó không có dấu, chúng ta đọc có dấu, đó là một đoạn âm, chúng ta phải đọc nhanh. Đúc gá tình. Rồi chữ tinh này chúng ta kéo dài. Tại sao kéo dài? Bởi vì nó là một trường âm, mà trường âm này gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bởi vì chữ M có dấu chấm, nó đi sau chữ á, chữ ý, chữ ú. Đi sau những cái nguyên âm á, ý, ú, và nó đi sau như vậy thì chúng ta đọc theo cái giọng của nguyên âm phía trước. Thay vì chữ ý thì chúng ta đọc là in, chữ ú chúng ta đọc là ung,
Dạ thì chúng ta đọc là ân. Thì đọc theo dòng nguyên âm của những nguyên âm đoạn âm đó. Rồi như vậy thì anh Ngọc Pháp có một khái niệm đi ha. Rồi chúng ta theo dõi những cái vị trong đạo tràng chúng ta sinh hoạt, rồi từ từ nó cũng như cứ ghi nhận như vậy, để rồi thời gian chúng ta cứ theo dõi và chúng ta sẽ thấy nó thâm nhập, và nhất là khi thắc mắc thì chúng ta cứ hỏi liền để giải tỏa cái sự nghi ngờ đó, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công. Rồi bây giờ xin niệm từ ha. Xin niệm từ hoan hỷ, trình bày lại câu Phật ngôn này để cho huynh anh học pháp nắm rõ. Alo, xin niệm từ ơi. Rồi vô sớm qua ngủ rồi. Ô thức rồi. Xin mời xin niệm từ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sinh Tha Giá. Con kính lệ sư Trí Đức, và con kính lệ sư Pháp Trang, và con kính lệ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, và con kính chào các bạn đạo tràng. Và cảm ơn Thiền Vũ cho biết âm thanh rõ, Quynh Nhật Hạ và Sích Dương. Và con xin phân tích câu 318, và sau đó là con sẽ đọc sau câu 318. Awakje wakchamatino wakje cha wakchadasino. Và con xin phân tích câu số 1, số 2. Á là đoạn âm, wax là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, wax là trường âm nhấn, chá, má, tí là ba đoạn âm, no là trường âm thông thường, wax. Câu thứ hai, wax là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, wax là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, và no là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Mic là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, tít là trường âm nhấn, thí, xá là hai đoạn âm, ma, đa, na là ba trường âm thông thường. Câu số 4, sắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đức là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, và tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đó là xong câu số 4, và con xin đọc lại. Awakje wak chamatino wak che cha wak chadasino mik cha dit thi samadana sakta gat chan ti duk gat tin. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con sẽ xài xin mong ngày sửa lại dùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Sa thu xin niệm từ. Sĩ Chuyên đã tặng ba cành hoa, rồi Sĩ Số Khá cũng đến cũng tặng ba cành hoa. Như vậy còn gì để mà nói ha? Như vậy là quá chính xác rồi. Sa thu cái vấn đề phân tích trường âm và đoạn âm ha. Tới đây xin được tạm dừng ha. Bây giờ chúng ta đi vào để hiểu ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 318 này. Xin mời quý vị hoan hỷ nhìn trên màn hình ha. Câu Phật ngôn 318, câu đầu tiên: Awakje wakchamatino, Awakje wakchamatino, Awakje wakchamatino.
Câu đầu tiên chúng ta có hai từ. Awache là một, Wachamatino là hai. Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này. Chữ Awache do tiếp đồng ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Và chữ Wachê do cái từ Wachá. Wachá là một danh từ trung tính Akrantanapumsakalinga. Quách giá có nghĩa là lầm lỗi, lầm lỗi. Nhưng mà ở đây chữ quách giá được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là sát tầm bí quy phát tí e cao quá trình á. Cho nên chữ quách giá đó biến thành quách dê. Quách dê mà có chữ á ở phía trước nữa có nghĩa là ở điều không lầm lỗi, ở cái điều, ở cái nơi không lầm lỗi, ở trong cái vị trí không lầm lỗi. Ở cái điều không lầm lỗi. Và cái từ thứ hai Wachamatino, Wachamatino ở đây do hai từ Wachá và chữ Mati, quách giá nó là một danh từ trung tính ha. Akrantanapumsakalinga, quách giá có nghĩa là lỗi lầm. Và chữ Mati, đây là một danh tính từ nam tính. Mati có nghĩa là có sự suy tư, có sự suy tư. Nhưng mà cái từ Mati này nó được đứng làm chủ cách số nhiều Bathama và hú quá cho nó bị pháp tí. Cho nên chữ Mati nó biến thành Matino. Wachamatino có nghĩa là thấy tội lỗi hoặc là có sự suy tư về lỗi lầm. Có sự suy tư về lỗi lầm. Đó là ý nghĩa của chữ Wachamatino. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Câu số 2, quách chê cha quách cha đắc xì nô. Quách chê cha quách cha đắc xì nô. Câu số 2 chúng ta cũng có hai từ. Quách chê là một, cha quách cha đắc xì nô là hai. Chữ quách chê do cái chữ quách giá có nghĩa là ở việc nên tránh, ở cái điều lỗi lầm, ở cái điều lỗi lầm, ở cái việc nên tránh. Đó là chữ quách chê ha. Nó được chia ở đây, nó chia theo định sở cách, tức là cách chia thứ bảy. Quách giá biến thành quách chê. Satami vừa pháp tí e ca quách đình a. Rồi, nó cũng giống như ở trên. Rồi, cha quách cha đắc xì nô, cha quách cha đắc xì nô. Ở đây chữ cha cộng với a quách cha đắc xì nô. Cha, quý vị hiểu đó là một liên từ ha. Cha có nghĩa là và. Rồi a quách cha nó là một danh từ trung tính, có nghĩa là không lỗi lầm. Awacha danh từ trung tính, Akarantanapumsakalinga có nghĩa là không lỗi lầm. Và Dasino do cái từ Dasi, Dasi là một danh tính từ có nghĩa là có sự thấy, có sự thấy. Vậy thì ở đây Chadasino có nghĩa là và có sự thấy không lỗi lầm. Và có những người thấy không lầm lỗi. Alo, có một câu hai cho chúng ta ý nghĩa xúc tích bổ sung cho nhau như sau. Awache wachamatino wache cha
Yadasino, thấy tội lỗi ở điều không lỗi lầm và có sự thấy không lầm lỗi đối với điều lỗi lầm. Tức là hai câu này nó bổ sung ý nghĩa với nhau, thấy lỗi lầm ở điều không lầm lỗi và có sự thấy lỗi lầm đối với điều lầm lỗi. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Mitya ditthi sammadana sattha gacchanti dukkhatin. Câu 3, câu 4 này thì những bài trước chúng ta cũng đã học rồi. Bây giờ chỉ nói tóm tắt. Mitya ditthi sammadana, mitya tức là thấy sai. Mitya là lầm lỗi, mitya là lầu ấy là ác, là còn chữ đi thí là thấy. Vậy thì mitya đi thí ở đây tức là thấy cái nhìn sai xấu hay là cái tri kiến bậy bạ, mà chúng ta gọi mitya đi thí là tà kiến ha, tà kiến. Rồi chữ samadana, samadana do cái căn ngữ đa và nó là một danh từ nam tính ha. Akaranta pumlinga samadana ở đây có nghĩa là chấp thủ, ôm ấp, giữ chặt. Samadana thì như vậy ở đây có nghĩa là chấp thủ tà kiến. Mitya ditthi samadana tức là chấp thủ tà kiến. Rồi câu số 4. Sattva gacchanti dukkhatin. Chữ sattva là chúng sanh, gacchanti là đi đến, dukkhatin là khổ cảnh. Tức là những người nào có sự chấp thủ tà kiến thì những chúng sanh đó đi vào khổ cảnh. Hai câu này, câu 3, câu 4 chúng ta đã học rồi. Cho nên tranh thủ ha, rút ngắn thời gian. Rồi chúng ta hiểu đại khái ý nghĩa từ vựng là như vậy đi. Rồi còn thời gian chúng ta sẽ tiếp tục. Thì ý nghĩa câu Phật ngôn này qua những cái từ vựng đó được cô đọng, thấy tội lỗi ở điều không lầm lỗi và có sự thấy không lỗi lầm đối với điều lầm lỗi. Những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến tái sanh khổ cảnh, tức là đi đến khổ cảnh. Xin lặp lại, thấy tội lỗi ở điều không lầm lỗi, sự thấy không lỗi lầm đối với điều lầm lỗi. Những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến tái sanh khổ cảnh. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát thế này: không chi lại thấy lỗi lầm, lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông, rơi vào khổ cảnh đi tông cuộc đời. Không chi là thấy lỗi lầm là nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông, rơi vào khổ cảnh đi tông cuộc đời. Nhưng mà đối với Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là ngắn gọn, ngụ ngôn ha. Không lỗi là thấy lỗi, có lỗi là thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thủ. Không lỗi là thấy lỗi, có lỗi là thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thủ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Tìm hiểu trường âm, đoạn âm, rồi tìm hiểu ý nghĩa tự vựng. Bây giờ chúng ta ôn lại ha. Chúng ta ôn lại.
Để coi cái giọng đọc của chúng ta có ổn định chưa ha. Bây giờ đọc nguyên bài nha. Trước tiên chúng tôi xung phong đọc trước. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino miccha ditthi samadana satta gacchan ti dukkha tin. Avacce vacchamatino vacce cha vacca cha đa si nô mi cha đích thi sa ma đà na sát ta ga chan thi đúc ga tình. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai: a wa che wa cha ma ti nô wa che cha wa cha đa si nô mi cha đích thi sa ma đà na sát ta ga chan thi đúc ga tình. Đọc lại cách thứ hai ha. A wat che wat cha matino wat che cha wat cha dasino mikha ditthi samadana satta gacchan thi đúc ga tình. Không lỗi là thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tài kiến, chúng sanh đi ác thú. Rồi xin mời bàn tay quý vị. Sa thú để Đức Pháp Trang mà coi như khích lệ bà con ha. Quý vị hoan hỷ ha, để Đức Pháp Trang cung thỉnh. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào với tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và con xin được tiên phong đọc lên câu Pháp Cú số 318. Con xin đọc con xin đọc hai cách đọc, không biết cách nào nó hay hơn nữa này. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Giờ con xin đọc lại cách thứ hai. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce cha xin đọc lại. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc lên lòng, con xin đọc bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Avacce vacchamatino vacce cha vacca dasino mecha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ. Tầm ngầm là không, người ngu tà kiến, si ngông rơi vào cảnh khổ. Đi tông cuộc đời và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ chúng tôi đã thấy bàn tay của chú cá, xin mời chú cá anh nè, chú cá, dạ, mô Phật Thầy dạ. Alo. Dạ, con kính tri ân sư. Cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng
Con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 318. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkha tình. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkha tình. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkha tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ, tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi trong cuộc đời. Đó là phục thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ con kính mời bàn tay của cô chú tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn cô Như Quang. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 318. Và cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu rõ. Con bắt đầu đọc ạ. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời. Không thấy bông hướng dương gì hết trơn nữa. Chắc sư đi nghỉ. Dạ, con xin cảm ơn quý vị đã cho tính cho bông qua gì đó. Thôi con xin trả máy rồi, nhường lại cho quý vị khác. Không thấy cho gì trơn, ghê quá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và chào đạo tràng. Con xin trả bài. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Avacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ, tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến chi ngông rơi vào cảnh khổ đi tâm cuộc đời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ con kính đảnh lễ sư Phật Trang, dạ con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sít Mục Bình, cảm ơn Thiên Vũ Trường Vũ, cảm ơn Sít Vi Quan. Con xin trả bài câu Pháp Cú 318 ạ. A vắc chê vắc cha ma ti nô vắc chê cha vắc cha đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sắc tha gắt chành đi đúc gắt chình. A vắc chê vắc cha ma ti nô vắc chê cha vắc cha đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sắc tha gắt chành đi đúc gắt chình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. A vắc chê vắc cha ma ti nô vắc chê cha vắc cha đa si nô mít cha đít thi sa ma đa na sắc ta gắt chành thi đúc gắt tin. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông, rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Và đó là bản chữ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã trả bài xong, con có sai xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời Thiện Vũ trả bài tiếp ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào quý cô tu nữ và con xin kính chào đạo tràng. Con xin trả bài Pháp Cú 318. Avat che vat chamatino vat che cha vat chadasino mit cha dit thi sa ma da na sat ta các chân tí đúc giá tình. Avat che vat chamatino vat che cha Vát cha đát xí nô, mít cha đít thí xá ma đà na sát ta các trần tí đúc giá tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Á vát chê vát cha má tí nô, vát chê cha vát cha đát xí nô, mít cha đít thí xá ma đà na sát ta các chân tí đúc giá tình. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông, rơi vào cảnh khổ đi tong cuộc đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con còn sai, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 318. Awacce vacchamatino vacce ca vacca dassino miccha ditthi samadana satta gat chân ti đúc gia tình. A vát chê vát cha ma ti nô vát chê cha vát cha đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sát ta gát chân ti đúc gia tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Awacce vacchamatino vacce ca vacchadassino miccha ditthi samadana satta gacchanti duggatin. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông, rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống máy, xin mời vị kế tiếp ạ. À.
Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Chí Đức và đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 318. Awache wachamatino wache. Con xin đọc lại. Awache wachamatino wache cha wachadasino micchadit thi samma da na satta gacchan ti duk gatin awacce wacchamatino wacce ca wacchadasino miccha ditthi samma da na satta gacchan ti duk gatin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Awache wachamatino wache cha wachadasino miccha ditthi samma miccha ditthi samma. Con xin lỗi. Miccha ditthi thi sa ma da na sát ta gắt chàn ti đúc gắt tình. Nhà con xin đọc lại. A wát chê wát cha ma ti nô wát chê cha wát cha da si nô mít cha đi thi sa ma da na sát ta gắt chàn ti đúc gắt tình. À, không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Phaya. À, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ cô Tương Đủ Phúc Hạnh. Con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 318. Dạ, con cảm ơn. Đã cho con biết được tín hiệu. Áo quát chè quát cha ma tí nồ quát chè chà quát chá tá si nồ Miccha ditthi samma dana satta gacchanti dukkhatin. Awacce wacchamatino wacce ca wacchadasino Miccha ditthi samma dana satta gacchanti dukkhatin. Awacce wacchamatino wacce chê cha vách cha ca si nô mít cha đít thi sa ma đà na sa pa vách chan tí tút ca tin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sinh đi ác thú, của Hòa Thượng Thích Minh Châu vậy. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không, người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời của Hòa Thượng Giới Đức dịch. Dạ con có sai, xin sửa ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Trang, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật
Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Con xin được cả bài Pháp Cú Kinh số 318. Nhà cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Awat che wat chamatino wat che cha wat chadasino mit cha dit thi samadana satta gat chan tit duk gat tinh. Awat che wat chamatino wat che cha wat chadasino mit cha dit thi samadana satta gat chan tit duk gat tinh. Awat che wat chamatino wat che cha wat chadasino mitcha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Không chi lại thấy lỗi lầm, lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông, rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chiêu tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và con có sai thì nhờ ngài chỉ dạy lại con sửa, nãy giờ con lặn hơi sâu. Và Nhật Quỳnh không biết chị Metta và quý vị nào chưa có đọc thì chưa có trả bài, thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Tại nãy giờ Nhật Quỳnh lặn nên Nhật Quỳnh cũng không biết vị nào đã trả bài rồi hoặc chưa trả bài. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 318 ạ. Awat, dạ, để con kéo xuống. Awat che wat chamatino wat che cha wat chadat sino mit cha dit thi samadana satta gat chan ti duk gat tình. Awat che wat chamatino wat che cha wat chadat sino mit cha dit thi samadana satta gat chan ti duk gat tình. Awat che wat chamatino wat che cha wat chadasino mit cha dit thi samadana satta gat chan ti duk gat tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông, rơi vào cảnh khổ đi tâm cuộc đời. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Con có gì sai xin ngài sửa cho con. Và con xin trả mít lại cho đạo tràng. Kính mời người kế tiếp ạ. Alo, 123123, để Đức Pháp Trang lên mở hàng. Ai đọc cũng hay hết á. Chỉ riêng con mình xích chiếc lá mùa xuân nghe, tự nhiên thấy đói bụng. Không hiểu xích chiếc lá mùa xuân sao hôm nay đọc nghe không có hào hứng tí nào. Nghe nó rụng rời, nghe nó đói bụng luôn. Alo, đọc có mạnh dạn lên chút chứ. Đọc cái gì nghe buồn dữ vậy không biết mà. Rồi. Cái gì? Hết gì?
cái chỗ rồi không biết làm sao. Đây bây giờ chúng ta thay đổi không khí ha, trang nghiêm quá nhiều khi thấy nó cũng hơi khó khăn. Rồi bây giờ chúng ta thư giãn nha, dòng kinh xong rồi bây giờ chúng ta qua dòng kệ. Nhưng mà trước khi qua dòng kệ cũng phải ôn lại dòng kinh. Awache wachamatino wache cha wacha dasino micha dithi samadana sapta gachan tiduk gatin. Awache wachamatino wache cha wacha dasino micha dithi samadana sapta gachan tiduk gatin. Dụng kinh cũng khó đọc chứ không phải dễ ha. Nhưng mà qua dụng kệ thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy dễ dàng hơn, và không khí nó cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn. Lý giọng đã. A wa che wa cha ma ti nu hồn wa che cha wa cha đan si nu hồn min cha linh thi sa ma đa na san ta ga chan ti đông ga tình. Awachewachamatino wanchechawanchadansino michadithi samadana santagachanti dungatin. Awachewachamatino wanchechawanchadansino michadithi cha đi thi sa ma đa na san ta ga chan ti đúng ga tình. Không lỗi là thay lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Bây giờ chắc đại đức Pháp Trang chứ, hồi nãy đại đức Pháp Trang đã mở màn cho dòng kinh này, bây giờ cũng đại đức Pháp Trang mở màn cho dòng kệ nhé. Chiếc kim làm vậy là coi thường Đại Đức Pháp Trang nha. Alo, Đại Đức Pháp Trang ơi, khai mạc đi. Rồi Sĩ Kim mất trước chứ. Chứ để Sĩ Kim mà lên mà đọc trước rồi đây là Đại Đức Pháp Trang đi sau quê. Đại Đức Pháp Trang lên trước đi chứ. Khi nãy đọc dụng kinh hay quá. Trốn rồi hả? Trời ơi, trốn rồi thôi, còn nói gì nữa. Khổ đế. Rồi, thôi như vậy là thấy chiếc kim đưa tay là để Đức Pháp Trang sợ rồi ha. Trốn luôn rồi. Rồi, mời chiếc kim. con nghe sư nói còn thấy ớn quá. Đọc rồi có gì đâu mà trốn, chứ chiên môn chọc cho vui rồi à. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Thường là con đọc kinh rồi con đọc kệ luôn. Bữa hổm con bị sư gầy, đọc kinh đọc kệ lum, giờ phải chia làm hai tập, tập 1, tập 2. Thôi con đọc đi, để cho con đọc để cho sư Pháp Trang nghe con đọc kệ. À, đúng rồi kệ, lúc trước con đọc kệ đâu được đâu sư, đọc nghe kinh hoàng luôn. Ai mà nghe con đọc tối về nhớ lại ngủ không được. Thôi bây giờ để con đọc đi. Cô đó cũng nhờ hồng phúc của sư đó, sư dạy dỗ được nên con mới đọc kệ được cái sư. Thôi giờ để con đọc kệ đi. Thôi cảm ơn quý vị đã cho đã cho tín hiệu nghe rõ ràng. Con nói hồi nãy là cái cô gì mà sư nói đói bụng đó, con nói giờ hết đói bụng rồi. Tại nó bỏ dấu bậy bạ vậy thôi. Giờ cổ đọc thịt ngon lành rồi đó, không có bị gung nữa đâu. Thôi để con đọc kệ cho rồi, để sư nói lần nào cũng lên nói cà ghê ghê nhõng hết. Chuyện ngoài quyện không cho nói một chút sư, để nó ức trong bụng đó, nó ho đó sư. Để đọc cho rồi nha. Dạ con xin đọc kệ Kinh Pháp Cú câu 318. Để đọc kinh lại đi sư, vô đọc kệ đọc khó quá sư. Awachche wachamatino wachche cha wachadassino miccha dittisamadana satta gacchanti dukkhatin.
À wap che wap cha matino wap che cha wap cha dasino mình cha đinh thi sa madana sang ta gác chăng ti đức ca tình à wap che wap cha matino wap che cha wap cha dasino mình cha đinh thi sa madana sang ta gác chăng ti đức ca tình không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Nữa lần này cũng thấy sư cho bông qua gì ráo trội, chắc sắp sửa chửi nữa, không sợ luôn. Thôi con xin trả máy lại nhường cho quý vị khác ha. Đó cô Nhục Quỳnh nè, Hà nè, trời ơi cô Mít Ta nè, cho bông nè. Còn sư Hà Tiện quá, bữa nay Hà Tiện thiếu trò nữa. Thôi kệ không đi. Dạ con kính chào đạo tràng. Con sám hối hồi nãy con giơ tay mà con quên. Con chạy luôn. Con xin đọc câu kinh. Awacce wacchamatino wacce chao. Awacce wacchamat Awacce wacchamatino wacce cha wacca dasino miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Awacce wacchamatino wacce cha wacca Awacce wacchamatino wacce cha wa. Dạ rồi con xin lỗi con không kể được rồi, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết, đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, hồi nãy con đưa tay nhưng mà nó lộn xộn rồi nó lại mất mạng rồi. Cho nên con, thôi bây giờ con cũng xin câu Pháp 318 ạ. À quát chê quát cha ma ti nô quát chê cha quát cha đạt si nô mất cha đất tế xa ma đa na sạch ta gắt tránh ti đục gã tình. À quách chê quách cha ma ti nô quách chê cha quách cha đắc si nô mịch cha đức thi sa ma đa na sạch ta gắt tránh ti đục gã tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ ly tâm cuộc đời. Và đó là bản dịch của hòa thượng Giới Đức.
Dạ con xin tạ mái là cho đạo tràng ạ. Dạ con xin kính bảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính bảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào các cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin kệ cô Pháp Cú 318 ạ. À vát chê vát cha ma ti nô, vát chê cha vát cha đát si nô, bích cha đi thi sa ma đa na, sát ta gác chăn ti đúc gà tình. À vát chê vát cha ma ti nô, vát chê cha vát cha đát si nô, bích cha đi thi sa ma đa na, sát ta gác chăn ti đúc gà tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không, người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi xong cuộc đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính lễ quý cô bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sis Mita, cảm ơn Sis Niu Hoàng, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, con xin kể câu Pháp Cú 318 ạ. À quán chế quán cha ma ti nô, quán chế cha quán cha đa si nô, mít cha đi chi sa ma đa na, sắc ta gác chân ti đúng ga tin. À chẳng à quán chế quán cha ma ti nô, quạt chê cha quăng cha đán si nô, mịt cha đích chi sa ma đa na, sắc ta gác chân thì đúng ga tin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À quán chế quán cha ma ti nô, quán chế cha quán cha đán si nô, mịt chi đi chi sa ma đa na, sắc ta gác chân thì đúng ga tin. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không, người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi tâm cuộc đời. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, con đã kể xong và dạ, con xin cảm ơn đạo tràng. Xin mời đạo tràng lên kể tiếp ạ. Mời Sít Nhật Vinh lên nha. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Niệm Từ. Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Vinh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Con xin được kể bài pháp của kinh số 318. Dạ cảm ơn Như Quang. Awat che wat cha matino wat che cha wat cha da sino mit cha dit thi samadana satta gat chan ti duk gat ting. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Vát chê vát chà ma tì nô vát chê chà vát chà đạt si nô mệt cha dịch thi sa ma đa na sa ta gạch chăn tì đúc gà tình vát chê vát chà ma tì nô vát chê chà vát chà đạt si nô mệt cha dịch thi sa ma đa na sa ta gạch chăn tì đúc gà tình. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ trầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngâm rơi vào cảnh cổ, đi trong cuộc đời. Dạ đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị, nhất là những bàn tay của mà Vi Quỳnh nè, dạ Giang Nhất Hà nè, Vinh Quang nè, dạ Quý Vinh trốn đâu mất tiêu rồi, không lẽ thấy người nữ kể hay quá rồi Quý Vinh không có dám lên hay sao vậy? Alo alo, dạ Vinh Giang Nhất Hà đâu rồi? Cảm ơn Vinh Giang Nhất Hà cho ba cái hoa hồng. Ồ, mời Hà nha, lên đứng thầm cười là kể được luôn Hà, tại Hà cười mà kể không được thôi, mời Hà nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư Tôn Đức Tăng Ni và trà đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Dạ cảm ơn cô Như Quang đăng bài. A Vách Chề Vách Cha Martino Vách Chề Trà Vách Cha Dasino Mít Trà Đích Thi sa ma đà na sát ta gắt chàm thi đức gắt tình. A vát chê vát cha ma ti no vát chê cha vát cha đa si no mít cha đích thi sa ma đà na sa ma đà na sát ta gắt chàm thi đức gắt tình. A chê vát cha ma ti no vát chê cha vát cha đa si no mật cha đích thi sa ma đa na sát ta gác chan thi đức gá tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sinh đi ác thú. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không chỉ lại không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ ngầm là không. Người ngu tài kiến suy ngông rơi vào cảnh khổ, đi tông cuộc đời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trao mít cho vị kế tiếp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con không thấy còn một bàn tay nào hết. Dạ cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được. Dạ con kính thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Con kính nhân mít ra ngài ạ. Alo 123 123. Hôm nay vị nào đọc kinh cũng hay mà đọc giọng kệ cũng hay nữa. Ồ sao mà đặc biệt quá ha. Bài này khó đâu phải dễ đâu, nhưng mà quý vị đọc trôi chảy đó là một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Chính quý vị đã vượt lên chính mình. Xà thủ xà thủ. Chúng tôi ôn lại ha. Alo 123 123 còn nghe ha.
hôm nay đường truyền tương đối tốt. Awache wachamatino wache cha wacha dasino micha dithi samadana sata gachan tiduk gatin. Awache wachamatino wache cha wacha dasino micha dithi samadana sata gachan tiduk gatin. Awache wachamatino wache wacha wacha dasino micha dithi samadana santa gachan tiduk gatin. Không lỗi là thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Câu Phật ngôn 318, 319 cùng một duyên sự. Nhưng mà ở đây nói lên một người không nhận định được cái đúng và cái sai, có lỗi và không có lỗi, để rồi lại bảo vệ cái ý kiến của mình, cho rằng mình đúng, cho rằng mình tốt, cho rằng mình hay, cho rằng mình đẹp, đưa cái ngã vào đó, rồi chấp thủ, để rồi coi như chúng ta không buông bỏ được mà phải đọa vào cố canh. À, có một bài thơ, quý vị nghe bài thơ này rồi có ý kiến tại sao câu Phật ngôn này nó có những cái điểm tương đồng hay không. Đây là bài thơ mà người mẹ nói với con cùng một cánh ngộ. À, trong rừng của chúng ta thì tín nữ nhiều, à, chắc quý vị coi có đồng cảm với bài thơ này hay không. À, bài thơ con ơi, cũng vì số phận mà ra, nên cha với mẹ ra tòa ly hôn. Con ơi, lòng mẹ rất buồn, nhiều đêm mắt mẹ mi tuôn giọt sầu. Mẹ nào lầm lỗi gì đâu, mẹ luôn son sắt nguyện cầu bên cha. Thế mà người chọn xa hoa, cha con yêu người thứ ba bỏ mình. Mẹ chẳng trách cha bạc tình, vì mẹ biết được khi tình nhạt phai, tình yêu tan biến từng ngày. Khi hết duyên nợ, không ai ép mình. Sáng sớm sẽ có bình minh, cha con bạc nghĩa, mẹ tim đau lòng. Bởi vì cái tính long đong, có vợ còn muốn đều bồng phòng hai. Những giọt nước mắt mẹ rơi là giọt nước mắt giận người đàn ông, hận người chồng mãi đều bồng, giờ mẹ quên hết, lau dòng lệ rơi. Alo, còn nghe không? Quý vị còn nghe không ạ? Im ru. Nghe hả? Hết rồi còn nghe gì nữa? Rồi, quý vị có ý kiến sao? À, người mẹ và người con khi thấy cha của mình bước đi bước nữa, và cảm thấy buồn, mới than thở như thế này. Nhưng mà khi than thở thế này thì ý kiến quý vị sao? Đổ lỗi cho ông chồng mà. À, đổ lỗi cho ông chồng hả? Hay là mình phải tự nghĩ đến chính bản thân mình, trong 7 hạng vợ đó mình là hạng vợ thứ mấy? À. Rồi bây giờ xin ý kiến của quý vị câu Phật ngôn 318. Mình đổ lỗi cho ai, mình trách lỗi cho ai, trong khi mình nghĩ mình có lỗi hay không? À, cho nên câu Phật ngôn này nói rằng không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Đó, chính giữa cái có và cái không này, mình đã chấp nhận những cái mà không có, hoặc là những cái đã có do cái bản ngã, đã hết duyên hả? Rồi, bây giờ mời quý vị có ý kiến nhé. Thời gian này là thời gian quý vị nghiên cứu về câu Phật ngôn này, để thấy rõ những cái gì trước mắt của chúng ta
khổ đế là như thế nào, rồi tập đế là sao. Rồi xin mời bàn tay của quý vị qua cái bài thơ đó thì ý nghĩa của quý vị như thế nào, chất lỗi ai đây? Alo, mời Sít Nhật Quỳnh trước ha. Dạ, con xin đỡ mic cho ngài thôi. Dạ, còn nếu vị nào có ý kiến thì xin mời bàn tay. Dạ, thấy ngài mời hoài nên con đỡ mic thôi. Con chuộc cái lỗi, con trốn học nãy giờ. Dạ, dạ con phân tích theo cái bài pháp cú hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Metta và Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Là trong câu pháp cú này, không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi tâm cuộc đời. Dạ thì đây là chúng sanh tất cả. Ai còn phàm phu thì đã đều như vậy hết. Không ai chấp nhận mình có lỗi hết. Mặc dù mình có lỗi, nhưng không ai chấp nhận mình có lỗi hết. Nếu người nào thấy được cái lỗi của mình, thì người đó đã bước được vào dòng thánh. Dù một bậc nhỏ nhất, nhưng mà thấy được lỗi của mình là đã bước vào rồi. Dạ. Còn thường thì cứ trách tại người này, tại người kia, tại người nọ, tại chồng, tại vợ, tại con, rồi tại bạn bè, tại ông thầy của mình, nên tôi mới vậy đó, tôi không có học, tôi không có tu, tại ông thầy tôi hung dữ quá, hoặc là vợ hoặc chồng tôi hung dữ quá này kia, là đổ không à. Dạ, nói chung là còn phàm phu là họ đổ, trong đó cả con luôn. Dạ. Nên là con thấy là như vậy. Còn nói về bài thơ của sư thì con thấy chỉ có hết duyên thì ly dị được thôi. Mà còn duyên, mà hết duyên mà còn nợ cũng không ly dị được. Con có kinh nghiệm ở nơi này. Con thấy nhiều người bị đánh đùng đùng, bị khổ ơi là khổ, nhưng mà rồi không ly dị được. Chứ đâu phải muốn ly dị là ly dị được đâu. Dạ, rồi nhiều người hay là cứ một lần có bầu, một lần có bầu là chồng đi đi kiếm người khác, rồi hãy sanh đẻ xong mạnh mẽ rồi trở về, rồi lại tiếp cứ như vậy 5 lần 3 lượt, thậm chí đem con rơi về để nuôi luôn. Anh đã con nói hết duyên thì mới ly dị được, còn duyên không có ly dị được đâu. Dạ, dù khổ cũng phải ở, mà không phải là còn duyên mà hết duyên hết nợ thì mới chia tay, còn duyên mà hết nợ thì cũng không chia tay được, mà còn nợ hết duyên cũng không chia tay được. Dạ, còn kinh nghiệm là như vậy. Dạ, kính đạo tràng chia sẻ thêm ạ. Nam mô Bích Thà. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, thưa sư, con thấy chỉ còn 10 phút nữa thôi. Nhưng mà con cũng xin có cái ý kiến về cái bài thơ của sư đọc lên. Theo con á, thì thường là phàm nhân chúng ta hay đổ lỗi cho người khác, chứ ít khi chịu nhận lỗi về mình.
Dạ, cũng có khi nhận lỗi chứ không phải không, nhưng mà rất là ít. Dạ, thì theo con thấy qua cái bài thơ này, mình phải nên nghe lại ý kiến của người chồng nữa mới được. Mình phải nghe cả hai bên thì mình mới phán đoán được là lỗi về ai. Dạ, còn như Vinh Quang đã nói đó, nếu mà gặp cái trường hợp mà của con chẳng hạn đi, mà khi mà chia tay như vậy mà mình đã có học được chút ít Phật pháp đó, thì mình nên quán lại coi cái lỗi đó có phải là lỗi của mình hay không, hay là lỗi của người chồng. Nếu mình nhận thấy là mình là người vợ thứ mấy đó mà mình có lỗi đó, thì mình nên hiểu đó là lỗi về mình, và mình nên nhận đó là luật nhân quả. Chắc có lẽ kiếp trước mình cũng đã làm phá gia can người ta như thế nào đó, cho nên kiếp này mình đã bị người khác phá lại. Và theo con thì con có ý kiến là như vậy. Dạ, thì con khi mà con thấy thật sự con có lỗi đưa đến chia tay, thì con chấp nhận đó là luật nhân quả con phải chịu, do kiếp trước con đã làm điều gì đó đã phá gia can người khác, cho nên bây giờ bị người ta phá lại. Dạ, là con chỉ có một chút ý kiến vậy thôi, và con xin trả máy cho người khác ạ. Con kính mời vị khác. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa sư, con nghe sư đọc bài thơ thì Phật pháp của con còn yếu lắm, nên là con chỉ nói theo cái suy nghĩ của một người phụ nữ thôi. Tại con nghĩ chứ bất cứ một chuyện gì xảy ra thì nếu trong chuyện vợ chồng thì cũng có lỗi của cả hai, mà nếu có chuyện gì xảy ra thì khổ nhất là những đứa con. Nên con thì con thấy người mẹ mà kể tội với những đứa con thì con thấy lại làm cho những đứa con khổ thêm một lần nữa. Nên con đấy là thấy, con thấy ý con là nếu mà đã chẳng may mình đã rơi vào cái cảnh mà vợ chồng tan vỡ thì cũng không nên nói gì cho những đứa con á, cố gắng bảo vệ bọn nó càng nhiều càng tốt. Dạ, đấy là con biết là cái ý của con là ý rất là đời thường, cho con thì Phật pháp kém lắm ạ. Dạ, con xin chuyển mic lại cho người khác ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con nghe mấy chuyện mấy người tiếng toàn ý kiến tiêu cực, không cứ chấp nhận nhân quả hay gì 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 đó. Nhưng là Phật tử rồi, điển Phật nói mình sanh ra mình không có chọn được cha mẹ, nhưng mình cũng được chọn được cái đường hướng mình đi chứ. Chẳng hạn như trong cha mẹ mình, cha thì ăn cướp, đầu trộm đuôi cướp, mẹ thì đĩ điếm xì ke gì đại khái vậy. Mình sanh ra là mình do cái nghiệp của mình, là mình không có chọn được tôi phải vô gia đình này, tôi phải vô gia đình này. Nhưng mà mình có quyền thay đổi chứ. Giống như mình sống trong một cái xứ đó, nó ức hiếp người dân quá, mình sanh ra mình không có chọn lựa, nhưng mình có sự chọn lựa cái cuộc sống của mình chứ hả. Chẳng hạn như là trước hết thì mình mới coi lại mình khi mà mình ly dị với ông chồng, hay mình rời bỏ một cái sự nào mà mình bắt buộc ở trong đó, mình có đủ thực lực không? Mình có phải những cái thực lực đó mình có đủ đối chọi với những cái gì nó bắt gọi là không có tốt cho mình sẽ xảy ra, có những sự trả thù này kia đó. Mình phải suy nghĩ lại, mình coi mình có đủ quyền, mình có đủ cái lực để mình chống chọi được không. Với lại mình coi trong cái tâm mình có muốn không, có muốn ở trong đó không, hay mình muốn dứt khoát. Thì khi mình muốn dứt khoát, mình làm cái gì thì mình phải chuẩn bị cái tâm của mình để mà chịu đựng những cái đó, để mà khi có những sóng gió bất ngờ mà xảy ra đó, thì mình phải biết làm thế nào giữ cái tâm mình được bình thản và biết cách đối phó. Đơn giản thì giải quyết theo đơn giản, phức tạp thì giải quyết theo phức tạp, cà chua cà chớn thì giải quyết theo cà chua cà chớn, chứ không có thể mà ngồi khóc lóc than vãn giống như vậy, hay đổi về nhân quả nghiệp
trừ trường hợp mình không có đủ khả năng thì mình cũng phải chịu im lặng, tại vì Đức Phật dạy có bảy pháp đoạn trừ cái lậu hoặc, những cái lậu hoặc là những cái theo mình nó khó. Thứ nhất chi kiến, thứ hai phòng hộ, thứ ba thọ dụng, thứ tư kham nhẫn, thứ năm chánh né, thứ sáu trừ diệt, thứ bảy là tu tập là sửa đổi hết. Thì mình những trường hợp đó mình biết Phật pháp, mình theo cái đó mà mình làm, chứ làm cái gì mãi. Giống như là tại sao cái người vợ này bà phải u sầu, bà phải thấy là như là cô Nhật Quỳnh nói, ông chồng đi về thì bà vợ đẻ xong rồi ổng cho ăn bụng nữa, ổng đi nữa, thì mình rõ ràng thấy là cái nghiệp. Nhưng mà khi mình đó mình nói đã đủ thực lực, mình có nhiều cách, mình uống thuốc ngừa thai, mình làm cái gì đó, rồi mình ở về với cha mẹ mình, hay là mình nói dứt khoát là ly dị đi. Tại vì ổng có tiền, không ổng có tiền ổng cho mình làm vậy thì mình mới không có dứt khoát được với ổng. Chứ thật ra chỉ nghe thấy bề ngoài thôi, nhưng trong đó có những cái khúc mắc nữa mà mình không biết rõ. Cũng như là tôi thấy một vài trường hợp mà thực sự tôi ở là hàng xóm của tôi, mà lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không có biết về thế thái nhân tình, ai làm gì á thì quánh lộn quánh lạo, như là đánh ghen á, thì tôi chỉ coi coi náo động là vui vậy thôi. Nhưng ba má tôi cũng nói đừng có đó, người ta giáp dao người ta chém đụng mày thì mày bị ấy nữa, đi xa xa đi. Tôi nói đứng đâu đứng dòm coi. Nhưng thật ra trong tâm tôi thấy tại sao hai bà vợ lại quánh ghen với một ông chồng. Tôi nhìn ông chồng thấy ổng đâu có gì tốt đẹp đâu, già cái người nó ngớ ngẩn, đâu có gì hay đâu, mà tại sao những người đàn bà này dành nhau. Tôi thấy cũng lạ kỳ, nói mấy người này kỳ quá, tôi cũng không để ý. Nhưng mà sau này tôi biết, khi mà tôi lớn lên tôi thấy thì những bà vợ đó họ có những cái chi kiến trong cái đầu họ, thì họ muốn không có muốn dứt khoát ông chồng đó, thì không có muốn cho con mình bị khổ, là con mình không có cha, có những lý do đủ thứ. Cũng như là bà vợ nói nếu mà ổng đi nhưng mà ổng về cũng cũng cho tiền túc đỉnh, cũng đỡ phụ này kia, kệ đi, mình ở chung với nhau phải có con. Có những ý kiến họ chấp nhận cái tà kiến, họ cứ tiếp tục theo như vậy, họ không có dứt khoát được, thành nó họ khổ kiếp này khổ kiếp kia. Đức Phật nói khi mà mình muốn chấm dứt, mình có thấy mình có làm được không, mình làm được không thì mình làm, chứ không có chấp nhận. Cũng như Đức Phật nói, ai cũng nói rằng nếu mà những người chúng sanh mà nghĩ rằng họ phải trả hết những cái nghiệp nhiều nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ thì họ mới giải thoát được, thì Đức Phật nói thì trên thế gian này không có chúng sanh nào được giải thoát hết. Mình không cần quá khứ nhớ được, cái coi cái hiện tại mình có thoải mái trong cái sống hiện tại. Nếu không thoải mái mình phân tích cái đó ra, mình phải làm gì, mình có đủ khả năng làm không, rồi tùy theo đó mình theo cái khả năng của mình làm, chứ đâu có ngồi khóc lóc la trời ơi đổi thừa cho duyên nghiệp á, nha mệt quá hả. Đó là ý kiến của tôi đó. Tôi không biết ý kiến của quý vị như thế nào. Đối với tôi có hai ông chồng nào tôi thấy kỳ lạ quá là tôi đá văng đi hết. Tôi ở mình tôi còn khỏe hơn là ở có chồng nữa. Nó thấy thoải mái, mệt mỏi quá. Mấy đứa con tôi giờ nó lớn rồi, nó cũng ok, nó không bị trách gì hết. Nhưng tại vì tôi nói là tôi phải sống, tôi tự lập một mình tôi là được rồi. Đó là ý kiến của tôi. Ý kiến của tôi lúc nào cũng trái ngược hết trong gia đình của tôi. Thành ra trong nhà tôi thấy tôi là con người kỳ lạ nhất. Nhưng tôi thấy tôi ok với cái điều đó. Mà mặc dù tôi thấy cuộc sống tôi trái ngược với gia đình tôi, nhưng tôi thấy nó ok với tôi thì tôi cứ sống thôi. Đó là ý kiến của tôi thôi. Không có gì ấy nữa. Nếu có cái gì mà quý vị thấy không vui thì đó là ý kiến của tôi thôi ha. Chúc quý vị được một buổi chiều ăn vui. Dạ, xin trả máy lại ạ.
Dạ, con thỉnh ngài cầm mic trong đạo tràng, không nghe được âm thanh của ngài, con kính dâng mic đến ngài ạ. À.